Trải nghiệm du học mỗi năm một nước của nữ sinh Đắk Nông. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 20 tuổi, quê tại tỉnh Đắk Nông, hiện là sinh viên của Đại học Minerva, Mỹ. Đây là một trong những trường đại học khó trúng tuyển nhất thế giới của sinh viên quốc tế. Đặc biệt là trong quá trình du học, Ánh Tuyết sẽ được học tập tại 7 quốc gia trong vòng 4 năm. Những đất nước mà nữ sinh đến là Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Đức, Argentina và Anh. Với một cô bé lớn lên ở vùng nông thôn của tỉnh Đắk Nông như Ánh Tuyết, việc du học ở Mỹ bằng học bổng là một chuyện rất xa vời. May mắn đến năm lớp 11, em có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và biết đến chương trình du học bằng học bổng. Thời điểm đó, em đặc biệt quan tâm đến Đại học Minerva. Trường có chính sách tuyển sinh rất khác biệt, không IELTS, không SAT, không điểm chuẩn hóa. Thay vì thế, thí sinh cần làm 6 bài kiểm tra về toán, viết, đọc, giao tiếp, EQ. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, em đã trúng tuyển. Em quyết định học ngành tăng trưởng doanh nghiệp vì ấp ủ dự định quay về Việt Nam mở rộng mô hình kinh doanh hiện tại. Đi nhiều quốc gia và được trải nghiệm nhiều điều thú vị, Ánh Tuyết cho biết đáng nhớ nhất là một đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng xả súng ngay trước cửa ký túc xá. Lúc đó em mới thấy dù đang ở nơi phát triển bậc nhất, sự an nguy của mình cũng bị đe dọa bất cứ lúc nào. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.